chắc chắn như một phần tuổi thơ của bạn. Mọi người ít nhất là ai đó quen thuộc với Sigmund. Sự tối giản, loại hình mà chúng ta từng làm khi còn nhỏ. Đối với một số Sigmund chỉ là một số trẻ em vẽ, cho những người khác, đó là một cách để họ dành thời gian vẽ một số thứ. Nhưng đối với đội nam, những hình tượng trưng rất giống nhau cũng là nguồn cảm hứng để tạo một trò chơi NFT hoàn toàn mới. Tôi là Ellie từ Game 3 và chào mừng đến với tập review hôm nay. Chiến trường của Sigmund. Như tên gọi của Sigmund EC Battlegrounds là một khái niệm kết hợp của Sigmund và người chơi được biết đến là chiến trường, với việc bổ sung lối chơi và hệ thống. Khi tôi lần đầu tiên nhìn vào bản demo, cảnh quay trò chơi trên kênh YouTube của họ, tôi không ấn tượng. Đồ họa thật khủng khiếp với bản đồ ảm đạm, hoạt hình lộn xộn và của người chơi thiết kế quá đơn giản và không khác biệt. Nhưng sau đó tôi nhanh đúng một tháng sau, họ đã phát hành đoạn giới thiệu thứ hai của họ. Và tôi phải nói tại sao tôi vẫn không coi đây là thiết kế đồ họa tốt. Tôi rất ngạc nhiên về mức độ họ đã cải thiện. Trong một thời gian ngắn, hoạt ảnh trông mượt mà hơn rất nhiều và bản đồ có vẻ nhiều màu sắc hơn. Họ vẫn cần cải thiện nhiều khía cạnh. Thích thiết kế nhân vật, hiệu ứng chiến đấu và tử thần, thiết kế môi trường và hình ảnh động và nhiều hơn nữa. Nhưng với những tiến bộ mà họ đã đạt được, tôi tự tin rằng đội sẽ tiến bộ trong thời gian ngắn. Cách chơi khá đơn giản và dễ hiểu, cực kỳ thân thiện với người chơi mới. Người chơi sẽ xuất hiện trên một trong bốn bản đồ có sẵn, cùng với 29 người chơi khác, nơi họ sẽ chọn chung, bổ sung và vũ khí độc quyền trên bản đồ để chiến đấu với nhau. Các bản đồ cũng sẽ sinh ra thiết bị rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ người chơi trong chiến đấu, bao gồm thiết bị tàng hình và dịch chuyển sinh tồn. Từ đó tất cả người chơi phải cố gắng sống sót và là người cuối cùng đứng để giành chiến thắng trong trò chơi. Và nhận phần thưởng. Điểm sáng trong lối chơi của Sigmund là sẽ không có bất kỳ bối cảnh cạnh tranh nào, hoặc vũ khí hoặc vật phẩm cao cấp. Vì vậy trò chơi là kỹ năng thuần túy, có tổng cộng 3 chế độ chơi. Cái nào là Deathmang, nơi bạn sẽ giết càng nhiều nhân vật càng tốt, trong một thời gian giới hạn chế độ Battlegrounds và Guild. Như bạn có thể thấy từ video demo, lối chơi trông không thú vị lắm. Tôi chỉ đi dạo quanh bản đồ và ném, nhồi nhét lẫn nhau một cách quyến rũ và vụng về. Hy vọng trong thời gian họ sẽ có một cải thiện về lối chơi và cơ chế chiến đấu, như họ sẽ làm với thiết kế đồ họa của họ. Một trong những thứ mà chiến trường của Sigmund tự hào về bản thân nhất là hệ thống chống lạm phát, mà họ tuyên bố là chống lạm phát tốt nhất. Cơ chế trong sách trắng của họ, Sigmund EC Battlegrounds xử lý các hồ bơi cân bằng dựa trên chiến trường của 30 người chơi. Không có vấn đề nếu họ là 1.000 hồ bơi hoặc thậm chí 10.000 hồ bơi hàng ngày, không có lạm phát. Đây là hệ thống tự cân bằng hoàn chỉnh của họ. Trò chơi cũng có phí vào cửa thấp. Người chơi có thể chọn chiến trường phù hợp với phạm 6 tài chính của họ, thấp nhất là 1. Và không có giới hạn về số tiền đặt cược cao nhất. Chiến trường của một Sigmund tổ chức chiến trường theo kích thước tùy chọn, không thời gian và đặt cược tùy chọn, yêu cầu từ cộng đồng và người chơi. Khi lần đầu tiên bước vào trò chơi, người chơi có thể xem quảng cáo để nhận lượt, chơi miễn phí. Tất cả các quảng cáo ở đây đều liên quan đến trò chơi và hệ sinh thái của nó để cung cấp thêm thông tin cho người chơi. Và mỗi người dùng xem các quảng cáo khác nhau sẽ nhận được số lượng mã thông báo CD-MAN khác nhau như phần thưởng. Số lượng token sẽ bị mất trong hợp đồng mắc này, ngăn người dùng bán token, trừ khi họ sử dụng mã thông báo tham gia bởi mặt đất. Tỷ lệ mở khóa phụ thuộc vào vị trí của người chơi, khi họ hoàn toàn có thể tham gia chiến đấu, nhận giải thưởng và đổi phần thưởng lấy vé trò chơi, mà không phải đầu tư tiền vào mua hàng hoặc chơi. Đây là luồng chơi của trò chơi, để bạn hiểu cách hệ thống trò chơi hoạt động. Trái ngược với hệ thống mã thông báo bộ đôi xu hướng, trong số các dự án game năm khác, Sigmund EC Battlegrounds chỉ có một mã thông báo CD-MAN, được sử dụng cho mọi thứ bao gồm cả quản lý, canh tác và đánh chìm năng suất. Nó cũng có thể được sử dụng để mua, đấu giá và giao dịch hoặc cho NFT trên thị trường. Đây là tokenomics cho EC Toyman, và theo lộ trình, cả Edelzap và các sự kiện lý tưởng sẽ vào quý đầu tiên của năm 2022. Vì vậy hãy theo dõi và theo dõi các kênh truyền thông xã hội của họ để biết thêm thông tin. Nói về mạng xã hội, Sigmund EC Battlegrounds có khá nhiều người theo dõi, với gần 60.000 người theo dõi trên Twitter và 55.000 trên Telegram.
Tương tác trên kênh Twitter của họ khá tốt, với trung bình từ 400 đến 500 lượt thích, nhưng không quá nhiều cho kênh Telegram của họ. Theo như tôi có thể thấy, gần như tất cả các cuộc trò chuyện và tương tác trong các kênh Telegram của họ là bắt, hầu như không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về lối chơi hoặc bản thân trò chơi, nên đó là một điểm trừ đối với tôi. Cuối cùng, bởi vì mỗi trò chơi đều có một đội đứng sau nó, bây giờ chúng ta hãy nhìn vào những người phía sau. Sigmund Barton Gerzone dựa trên trang web chính thức của họ. Tất cả các thành viên trong nhóm đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực của họ, với kinh nghiệm ít nhất là 4 năm và đạt nhiều nhất 19 năm. Nhưng có một vấn đề lớn là không có liên kết hoặc liên hệ trong tiểu sử của họ. Vì vậy tôi thực sự không thể kiểm tra hồ sơ của họ. Vì vậy hãy lấy tất cả thông tin này với một hạt muối. Cuối cùng, họ dường như có kế hoạch có nhiều đối tác, nhưng hiện tại họ chỉ công bố 4 là CCV. Từ Bami, Luthorsi Venture và Bin Sitater, tất cả đều là những người đóng gói tương đối tốt, đặc biệt là Bami và Ngọn Hải Đăng. Nhưng chúng ta hãy chờ thêm thông tin về các nhà đầu tư trong tương lai. Vì vậy đó là tất cả thông tin bạn cần biết về chiến trường của Sigmund. Cá nhân, những gì tôi thấy thú vị nhất và tiềm năng về dự án này là họ có thể chơi, nhưng đó là hệ thống và kinh tế. Trò chơi này có cơ chế chống lạm phát tuyệt vời, cực kỳ thân thiện với người dùng, và có tokenomics rằng nó được thiết kế để làm cho trò chơi kéo dài, đảm bảo lợi nhuận cho người chơi và nhà đầu tư lâu hơn. Trò chơi nên cải thiện về lối chơi và đồ họa của nó nhiều hơn nữa để làm cho trò chơi ly kỳ hơn và có thể chơi được. Nhưng tôi chắc chắn rằng các nhà phát triển sẽ làm điều này khi càng tiếp tục. Đó là nó cho tập hôm nay. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng ngần ngại để lại một like và subscribe. Tôi là Ellie và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.